Thằng Thanh giới thiệu lại cho bà con mình cái nền này. Bây giờ chủ đang giảm giá còn có 2 tỷ 290 triệu thôi. Trước đó là chủ kêu 2 tỷ rưỡi. Bề ngang của mình là 6m rưỡi nhân cho 46m nha. 6m rưỡi nhân cho 46m. Thì 150m cuối là thổ cư, phần đầu nằm trong lộ giới là 150m. Nằm trong lộ giới thì mình chỉ xây làm sân thôi. 150 cuối thì bà con mình xây nhà. Phần thổ cư ở phần dưới là 6,5 nhân cho 23. Đó, cái phần đất xây dựng của mình đó. Đây, xây dựng như người ta là nằm trong phần xây dựng nha. 6,5 nhân 23 là phần xây dựng. Còn phần lộ giới để mình làm sân, mình làm nhà tiền chế. Làm sân, làm nhà tiền chế như người ta vậy nè nha. Là phần 6,5 nhân cho 22. 6,5 nhân cho 23 là phần xây dựng. Còn 6,5 nhân cho 22 là mình làm phần tiền chế nha. Đây, đó làm tiền chế như người ta. Ở đây đi lại chợ Phước Vân cái chừng 200m. Đây, ngay ngã tư Phước Vân. Cách ngã tư Phước Vân khoảng 200m nha. Đất mình quay về hướng Bắc. Ở đây là ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ở đây là đường tỉnh lộ 835D nha bà con. Rồi, ai có nhu cầu alo cho Văn Thanh. Cái điện thoại là 078 66 68 368.